thì mối quan tâm của nhiều bạn khi đi du học Mỹ đó là học phí. Và các bạn hay đặt ra câu hỏi cho mình đó là trường tại Mỹ thì có chi phí phù hợp với tài chính của gia đình các bạn hay không? Và tuy nhiên thì nếu các bạn biết cách lựa chọn một môi trường phù hợp thì các bạn vừa có thể học tại một môi trường chất lượng, vừa tiết kiệm được chi phí thấp cho mức học phí phải trả. Và đến với buổi tư vấn du học Mỹ hôm nay, Tân Đại Dương, chuyên tư vấn du học hàng đầu Việt Nam sẽ giúp các bạn tìm trường có học phí thấp tại Mỹ. Và trường Richland College là trường mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu với các bạn. Được thành lập vào năm 1972, Richland College là trường cao đẳng lớn trong hệ thống cao đẳng cộng đồng Dallas. Richland College là trường cao đẳng cộng đồng đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá nhất dành cho những hoạt động xuất sắc của Tổng thống và Bộ trưởng Thương mại. Qua 40 năm kinh nghiệm, thì trường tập trung vào xây dựng công tác giảng dạy, học tập và cộng đồng tốt. Trường giúp cho sinh viên xây dựng tương lai của mình qua các khóa học có thể được áp dụng vào 2 năm đầu tiên của chương trình lấy bằng cấp đại học, 1 hoặc là 2 năm học lấy chứng chỉ của một số lĩnh vực nghề và giảng dạy bằng công nghệ tiên tiến nhất đối với các học sinh muốn tiến bộ trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Về chương trình học tại trường thì trường giảng dạy hơn 100 loại văn bằng và chứng chỉ. Các ngành học chính như là chăm sóc cá nhân và thể dục, du lịch và khách sạn nhà hàng, khách sạn, giáo dục và đào tạo, khoa học máy tính và công nghệ thông tin, khoa học xã hội và truyền thông, khoa học ứng dụng và khoa học cơ bản, kinh tế và quản lý, kỹ thuật, nghệ thuật sáng tạo và thiết kế, nhân văn, y tế và sức khỏe, chương trình dự bị tiếng Anh ESL. Về chương trình cao đẳng và chuyển tiếp lên đại học thì chương trình học này tương đương 2 năm đầu tiên của các chương trình đại học. Các sinh viên có thể chọn cho mình các chuyên ngành thuộc nhóm ngành khoa học xã hội, nhóm ngành khoa học tự nhiên hoặc là khoa học ứng dụng được đào tạo trong 2 năm. Về chương trình đào tạo chứng chỉ nghề thì chương trình này được đào tạo từ 1 đến 2 năm. Các sinh viên sẽ được học tập và thực hành để có được những kiến thức về chuyên ngành mà mình yêu thích và mau chóng ra sức ứng dụng được với công việc thực tế. Và sau khi hoàn tất khóa học thì sinh viên sẽ nhận được chứng nhận nghề do trường cấp. Và chi phí học của trường thì bạn có thể tham khảo tại website là tongdaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Về điều kiện tuyển sinh cơ bản thì sinh viên phải tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc là tương đương đủ 18 tuổi. Không yêu cầu TOEFL, sinh viên có thể đăng ký khóa tiếng Anh dự bị để nâng cao trình độ tiếng Anh trước khi vào học khóa chính. Về các kỳ khai giảng thì kỳ mùa xuân là vào tháng 1, kỳ mùa thu là vào tháng 8. Nhà ở thì sinh viên có thể ở trọ tại các nơi gần tại trường. Và mọi thắc mắc về thủ tục du học tại trường thì bạn vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi hiện không có chi nhánh ở Hà Nội. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Vũ Thảo Nhi. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết được cái quá trình mà Nhi làm hồ sơ thì như thế nào, cũng như là cái tâm trạng hiện giờ của Nhi ra sao nhé. Chị xin chào Nhi. Dạ, em chào chị. Nhi có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em cho các bạn biết được không? Dạ, em là Vũ Thảo Nhi. Em đến từ Lâm An, Tân An. Hiện tại là em đang học tiếng Anh ở Aero English. Dạ, em cũng đã từng học ở đại học qua sen, mà bây giờ em nghỉ rồi. Thời gian rảnh thì em thường đi chơi với bạn bè. Chị không biết là bây giờ thì em nhận được visa rồi thì cái tâm trạng hiện giờ của em như thế nào? Dạ, vui, rất là phấn khích. Rồi, thì chị không biết là lý do vì sao lại quyết định chọn Mỹ làm điểm đến của mình ha? Tại vì em muốn có thêm nhiều kiến thức với lại kinh nghiệm để cho em làm việc cho công ty Sasco. Mỹ thì rất là thích hợp cho em để học về cái ngành quản trị kinh doanh. Và với cái bằng đại học của Mỹ thì khi trở về Việt Nam em có thể dễ dàng kiếm được một công việc tốt ở công ty. Chị không biết nói vậy qua Mỹ em sẽ học tiếp ngành quản trị kinh doanh hay sao em ha? Dạ, em học tiếp ngành quản trị kinh doanh. Nếu vậy trường em học là trường nào? Em học về trường University of New Hampshire. Trường của em là có khoảng 150 năm kinh nghiệm về giảng dạy và là trường lớn nhất ở bang New Hampshire. Và trường của em thì cũng nằm trong top 10 trường kinh doanh đào tạo chuyên ngành thành công nhất và là nằm trong top 100 trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới. Và trường của em thì cũng là một trường đại học quốc gia hàng đầu tại Mỹ. Trường của em thì nằm ở New Hampshire State, là một trong ba bang an toàn nhất nước Mỹ. Và
Cái kinh tế của bang này thì cũng rất là phát triển. Có số thu nhập bình quân trên hộ gia đình đứng thứ 7 trên nước Mỹ. Và trường này thì ở cái bang này thì không có nhiều người Việt Nam sinh sống. Vậy cái lộ trình mà em qua đó học thì sẽ như thế nào em ha? Em sẽ học tiếng Anh 1 năm và sẽ học bắt đầu cái chương trình học của em 4 năm. Sau 5 năm thì em sẽ quay về Việt Nam và xin vào công ty Sasco. Nếu vậy chị không biết là cái cảm nhận khi em làm hồ sơ Tân Đại Dương thì em thấy như thế nào? Khi mà bạn bè giới thiệu cho em đến em gặp trực tiếp chị Thảo. Thì chị Thảo có hướng dẫn cho em cách làm hồ sơ, chuẩn bị về các mặt tài chính, học bạ. Và chị Thảo đã điền lấy các I-20 cho em và chị Thảo hẹn ngày phỏng vấn cho em. Chị Thảo rất là nhiệt tình, lâu lâu mà em có thắc mắc cái gì thì em điện thoại cho chị Thảo thì chị Thảo sẽ hướng dẫn cho em. Và khi lên học thì chị Thảo sai chỗ nào thì chị Thảo sẽ sửa chỗ đó cho em. Khi em học với chị Thảo thì chị Thảo giúp em điền hồ sơ DS-160, lấy cho em cái I-20 của trường và hẹn lịch phỏng vấn cho em. Rồi em học với anh Khôi thì anh Khôi hướng dẫn tận tình em những cái câu hỏi mà về khi trong khi phỏng vấn, cách trả lời ra sao và hướng dẫn em cái cách tự tin. Và khi buổi cuối cùng thì khi học với anh Bảo Anh thì anh Bảo Anh bút cái tinh thần cho em để em tự tin đi phỏng vấn. Khi có visa rồi thì em sẽ giới thiệu về Tân Đại Dương cho bạn bè của em, tại vì ở đây dịch vụ rất là tốt, các nhân viên, các chị rất là nhiệt tình. Rồi chị không biết là bây giờ thì em có một cái lời khuyên nào dành cho tất cả các bạn mà chuẩn bị đi phỏng vấn visa du học Mỹ không em ha? Em nghĩ tự tin, với lại mình chủ động mình tìm hiểu những cái câu hỏi và nhờ qua các chị, nếu có gì thắc mắc thì cứ việc hỏi. Rồi tới đó thì mình chỉ cần tự tin mình trả lời những câu hỏi mình đã được chuẩn bị sẵn thì sẽ ok. Rồi chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những thông tin mà Thảo Nhi đã cung cấp ha. Chị hy vọng là sau 5 năm em học ở Mỹ có thể trở về Việt Nam để thực hiện được ước mơ của mình. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.